Regular nhá. Xem nào, như mình đã nói từ trước, bất cứ một cái thể loại game bắn súng nào như là Call of Duty hay là Battlefield thì mình khuyên các bạn nên chọn cái chế độ dễ hoặc là trung bình thôi, regular hoặc là recruit thôi. Chứ còn nếu các bạn cố cố đâm đầu vào cái chế độ hard hoặc là veteran ấy, thì đơn giản là các bạn chỉ khi mà các bạn vào game ấy, các bạn đứng lên một cái là màn hình các bạn đỏ chét, sau đó các bạn lăn đùng ra chết mà không hiểu lý do tại sao cả. Bởi cái thứ nhất là cái game này nó không có kill cam, cho nên các bạn cũng không thể nào biết được tại sao mình lại chết, bị ai bắn, là nói chung là nó rất khó hiểu. Thứ hai, đây là nếu mà các bạn những bạn nào mới chơi game lần đầu ấy, thì các bạn còn phải làm quen với cả đồ họa của game nữa, cho nên là việc các bạn nhận ra đối thủ khá là khó. Vì vậy là chơi ở chế độ khó thực sự là một điều gì đó không mang lại tính trải nghiệm cho các bạn, cho nên các bạn hãy chơi ở chế độ đó là regular hoặc là recruit thôi nhá. Mình thì sẽ vào cái chế độ regular. Theo mình nhớ không nhầm thì Black Ops 2 là cái phần tiếp nối của Black Ops 1. Hai cả ba phần, cả ba series Black Ops nó đều có liên quan đến nhau. Được rồi, bây giờ thì mình có thể đó là bắt đầu game đấu này. Bằng việc đầu tiên đó là chọn súng. Mình sẽ ấn phím C nhé. Chọn súng. Các bạn có thể chọn những cái súng nào mà nó mở khóa cho các bạn ở đây. Mỗi màn nó đều mở các loại súng khác nhau cho các bạn để các bạn có thể lựa chọn. Chứ không chỉ riêng mỗi loại súng này thôi. Nhưng mà không phải không bắt buộc các bạn phải mua súng thì mới có thể chơi được. Mỗi màn đấu nó sẽ mở cho bạn một loại súng khác nhau. Mình sẽ lấy AK-47. Lục thì không thay lục được à? Hay là shotgun nhỉ? Hay là hai tay hai khẩu AK? Thôi lấy khẩu MP5 đi. Cái này thì không có gì cả, không lấy được gì hết. Ở đây lựu đạn thì ok. Bộ hỗ trợ. Rồi, đại khái vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ enter và start level. Recoil Ghost. Đây, đây là Frank Ghost, đây là nhân vật chính trong cái phần Black Ops 1. Như các bạn đã chơi, có lẽ các bạn đã biết. Chúng ta vào vai Jason hay là Ma Sơn gì đó. Và người chỉ huy của chúng ta chính là Ghost và Bowman. Bây giờ game đấu đã bắt đầu rồi. Black OPS. Cái gì đấy? What the fuck? Các bạn nhỏ nhắm mắt lại nhá. Cái gì đấy? Ồ, một người đàn ông đang một người đồng đội chúng ta đang bị cháy ở trong một chiếc xe. Chúng ta có thể nào cứu được anh ta? Kính chống đạn. Ôi, cái này thì sao mà sống? Ôi, bất lực nhìn người đồng đội chết. Và chúng ta đang kẹt ở giữa một trận chiến nữa. What the fuck? Đưa ra khẩu súng, sao đưa ra con dao? Vãi chưởng vậy. Thằng này bựa nhỉ? Nó cầm một khẩu shotgun loại xịn, nó đưa cho mình một con dao ghẻ. Vãi chưởng vậy. Được rồi, trận chiến chúng ta bắt đầu. Lên xe nào. Vãi thanh niên, béo mà keo kiệt. À đây, thì ra chúng ta có AK rồi. Angola, năm 1986. Pacific Victory. Thời điểm này thì Việt Nam của chúng ta đã giải phóng rồi, cho nên là chúng ta không còn phải vướng vào bất cứ một cuộc chiến nào nữa. Chúng ta khá là may mắn. Còn ở đây thì vẫn còn đang nội chiến này. Rồi, chúng đến rồi. Here they come. They coming. Fight, fight brother. Cái gì anh ơi, sao cứ nhầm em vậy? Sao cứ nhầm em vậy? What the fuck? Em chỉ là nhân vật phụ thôi. Nhân vật chính trên kia kìa. Đi nào đi nào. Ủa cái gì đấy, xe đụng xe đụng. Ai hù. Ném nét đây anh em. Nét đây anh em ơi. Y đạn qua các bạn ơi. Cái gì đấy, thanh niên vãi chưởng. Rồi, mình chỉ biết lao lên phía trước thôi. Ai ủ. Ok bro. Xả hàng này. Chúng mày bắn xe thằng hoành, bắn xe thằng hoành à.
Thay đạn, thay đạn, thay đạn, thay đạn. Ấy đồng đội xin lỗi nha, xin lỗi nha, xin lỗi nha. Đây còn một mục tiêu nữa. Chúng ta phải qua và sửa mục tiêu này. What the fuck, what the fuck. Cảm nó lại nào, cảm nó lại nào. Ok. Xong rồi. Xong rồi sếp ơi. Em đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cái nào vào phía Cone Esports. Có sự hỗ trợ ở trên không à? Ok. Để quay lại sau cái xe đã. Cho an toàn. Ấn số 1. Điều khiển máy bay các bạn ạ. Cái gì đây? Xe tăng à? Xe tăng của đối phương. Chúng ta sẽ phá hủy những cái xe tăng của đối phương. Nhiệm vụ khá là dễ dàng. Tranh thủ quét thêm vài tên lính nữa nào. Ok xong rồi. Easy easy. Đánh giúp chú. Ô mày mày giết quân anh à? What the fuck. Lên nào anh em. Đánh mục tiêu nữa rồi. Còn thằng nào nữa ở đây vậy? Ok. Mục tiêu đâu? Ui, chưa thôi. Kỹ năng Ambot của mình không bằng Shroud của Cloud9. Cái gì đấy anh ơi? Thế kỷ 21 rồi, sao lại cầm dao? Rồi, ấn số 1. Tiếp tục sử dụng máy bay để có thể nó là có lẽ là hạ thêm vài cái xe tăng nữa. Xong rồi. Easy. Ở đây còn một đống nữa à? Còn 5 cái nữa là các bạn ơi. Ui, khó điều khiển chuột quá. Bay vòng nữa nào, bay vòng nữa nào. Còn 2 cái nữa mà. Ok. Ui ôi, cái gì đấy, cái gì đấy? Phải đi chém nhau đúng không? Chém nhau đúng không? Chém nhau đúng không? Lên nào, lên nào. What the fuck? Ok, coming, coming, coming. Mason coming. Ok, ok, ok. Lên xe. Vâng, kết thúc bọn họ. Nhiệm vụ bây giờ đơn giản rất là nhiều. Đi ra chiếc xe và xả đạn thôi. Ơ, bọn họ bỏ chạy kìa. What the fuck? Có vẻ chúng ta chiến thắng cuộc chiến rồi. Đúng vậy, đối phương đã cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Bãi trưởng, cái khung cảnh hủy diệt này, các bạn nhỏ nhắm mắt lại nhá. Mặc dù vẫn là đang trong cuộc chiến nhưng mà thực sự cái khung cảnh này nó không phù hợp với cả chúng ta chỗ nào cả. Nó mang tính tàn sát khá là cao. Đây chỉ là game nhá các bạn nhá, chỉ là game thôi. Đừng có đem những cái tư tưởng trong game này đem ra ngoài đời thực nhá các bạn. Đồ họa cũng khá là ổn cho thời kỳ đó. Game này mình nhớ ra khá là lâu rồi. Có lẽ đây là một chiến trường ở châu Phi và được Mỹ hỗ trợ. Where is he? Where? Ở đâu? Tumors North. Rất xa ở North, North, Nam với Bắc ra. Nói chung là một hướng nào đó, rất xa một hướng nào đó. Ui ôi. Chiến trường khốc liệt. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành một đoạn nhỏ trong cái game đó là Black Ops 2. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ dừng cái video trải nghiệm game ở đây thôi. Còn game như thế nào có lẽ mình sẽ để các bạn tự trải nghiệm nốt nhá. Black Ops 2. Nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng nó là những ai mà xài Win 10 như mình ý, thì khả năng cao là vẫn có thể bị crash game, bị head stop working ở giữa chừng nhá. Cho nên là nếu các bạn muốn chơi mượt mà nhất thì mình vẫn khuyên các bạn đó là các bạn hãy quay trở lại Win 8 và Win 7 để có thể chơi được mượt mà nhất cái tựa game Black Ops 2 này. Bây giờ thì chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn nhé.